Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên chuyên vật tư.com, một công ty chuyên cung cấp các loại nhựa tắm và các loại nhựa cây. Bên cạnh các loại nhựa tắm và các loại nhựa cây thì công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại nhựa chịu nhiệt rất là cao. Thì trên tay của Hùng đang cầm một cái loại nhựa chịu nhiệt, cái loại chất liệu của nó là BTFE hay còn gọi là nhựa Teflon anh chị các bạn. Thì hôm qua có một người khách tìm tới công ty Phan Nhân và muốn mua một cái loại nhựa Teflon chịu nhiệt này. Lý do là anh mua cái loại nhựa này để anh riềng vào trong cái lò mà rang đó anh chị các bạn, bởi vì cái lò rang đó nó thường hay nó bị tạt tạt cái ánh lửa ra, nó làm cho cháy bén đồ tùm lum, nên đâm ra là anh muốn mua cái loại nhựa chịu nhiệt chống cháy. Loại nhà nó cái đặc điểm là chống cháy nữa, chịu nhiệt chống cháy, để anh niềng trong cái vòng đó. Và anh hỏi Hùng rằng là cái loại nhựa này có thể chịu được hay không, thì mình nói với ảnh là mình khẳng định là cái nhất cái này là chống cháy anh chị các bạn, cái thứ hai nữa là chịu nhiệt rất là cao, cái thứ ba nữa nó dẻo dai và nó thể quấn vào trong cái vòng của cái lò đó. Thì ảnh trộn 30 ly, và cái khổ của cái vòng của ảnh trộn đó là cái khổ của một tấc hai là 120 ml. Thì đây là một cái sản phẩm mà công ty Phan Nhân đã cắt bán cho ảnh theo cái yêu cầu của ảnh cần anh chị các bạn. Thì hôm nay Hùng review để cho anh chị thấy thực tế cái loại nhựa này, nó dẻo dai này, nó đàn hồi. Đây là một cái loại nhựa nhập khẩu nha anh chị các bạn. Cái loại này nó dẻo dai và rất là khó rách, nó chất liệu của nó là BTFE hay còn gọi là Teflon. Thì cái loại nhựa này thì công ty chúng tôi đang có quy cấp từ 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly, 8 ly, 10 ly, 12 ly, 15 ly và 20 ml. Thì trong thị trường công nghiệp, trong những nhà máy các xí nghiệp á, và trong những cái hệ vật tư đường ống thì người ta cũng sử dụng cái loại nhựa này BTFE này rất là nhiều. Người ta dùng làm để làm những cái rôn á, làm những cái rôn mặt bích anh chị các bạn, rôn mặt bích rồi đó rôn tràn, rôn tràn làm kính hơi kính khí, chất liệu của nó là BTFE nha. Rất mong quý anh chị và các bạn thông qua cái clip này, anh chị các bạn đã nhìn thấy cái sản phẩm này rồi tại công ty Phan Nhân chúng tôi. Anh chị các bạn có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại 0915886916. Đây cũng là số Zalo, anh chị các bạn cứ gửi thông tin qua Zalo và nói rõ cho chúng tôi biết anh chị đang cần cái loại hàng này, thì công ty chúng tôi sẽ báo giá nhanh. Đồng thời những cái hàng này công ty chúng tôi luôn có sẵn và có thể ship hàng trong ngày cho quý anh chị và các bạn. Mến chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.